một vài lần cũng xảy ra, nói chung là sự cố. Rồi đó, anh Tuấn ảnh đập cái link vào trong cái cạch bàn, đó là do anh Tuấn ảnh mình chỉ đá một cái lực vừa phải thôi, còn anh Tuấn là sẽ chủ động để mà băng ra. Như vậy thì sẽ ảnh nhận bất đông nhất, nhưng mà bị xui một cái là cái phần bảo vệ lưng của ảnh nó lại bị trật lên trên, nó lại không có phát huy được tác dụng, đó là bảo vệ cái lưng của ảnh. Thì rốt cuộc là lúc đó mọi người cả đàn xanh mặt hết trơn luôn, tại vì sợ là Tuấn sẽ bị chấn thương cái gì đó nghiêm trọng. Mọi người biết những cái chấn thương ngay cuộc sống kỳ nghiêm trọng, và ảnh rất là không bị tê chân nữa. Tất cả là anh Đào lúc đó là sẽ là mỗi lần mà quay những cái hoạt động mình đều thầm mong là mình đủ tỉnh táo, đủ sức lực để mình có thể phối hợp tốt nhất với bạn diễn của mình. Ôi, thật sự bây giờ trả lời mọi người đây là lúc nào cũng đang bị căng thẳng ấy. Em hơi căng thẳng chút xíu. Dạ thì chị ơi, có cái điều này hết căng thẳng nè. Thì theo em thông tin được biết á là hiện tại mới vừa, chưa gọi là mới ra mắt bữa nay thôi, là ngày mai mới chính thức chiếu mà đã có 10 trên dưới 10 nước mua bản quyền của phim này rồi. Thì chị có thể chia sẻ cái cảm nhận sau khi chị biết thông tin này không? Thật sự đây là một cái niềm vui của tất cả những người làm phim, khi mà cảm biết được cái tâm tinh thần của mình được mọi người đón nhận, được ủng hộ và được chia sẻ ở rất là nhiều nơi. Và trước khi mà ra rạp như vậy á, ngày hôm qua mình cũng có cái niềm tin nhất định là cái sản phẩm của mọi người đã dành hết tâm sức thì nó lại đạt được cái sự chỉnh chu và cái hiệu quả nhất định. Hy vọng là ở Việt Nam, khi mà mọi người sau khi mà xem ngày hôm nay thì mọi người sẽ có những cái chia sẻ, những cái lan tỏa rất là tích cực và chân thật về bộ phim, nói về phim tất cả các góc độ mà các bạn có thể nghĩ, và hãy gửi đó đến gửi những lời nhận xét của các bạn đến với chúng tôi, những cái người làm phim hoặc là những người thân bạn bè của mình, để mà bộ phim có thể được một cách nhanh chóng và rộng rãi. Thì chị có thể gửi lời cảm ơn trân trọng đến khán giả đang xem kênh Gia Đình Việt, cũng như là kêu gọi họ đến nhanh đến chân đến rạp ngay từ ngày mai là bắt đầu khởi chiếu. Thật sự là nãy giờ mình đứng đây mình trả lời đúng với mọi người, mình có rất là nhiều cái cảm xúc, và nhiều khi cái lời nói của mình nó cũng hơi là nhiều năng lượng quá đó. Mong là khán giả sẽ thấy được cái điều đó, cũng như là cái sự nhiệt huyết tâm sức của tất cả anh em trong đoàn phim đã thực hiện bộ phim Bằng Chứng Vô Hình. Và ngày 8 tháng 7 thì bắt đầu sẽ có Misto những xuất chiếu sớm, thì hy vọng là mọi người để cắt bớt giùm em nha. Hy vọng là mọi người sẽ tìm thấy được niềm vui phim ảnh, cũng như là đến rạp nhanh chân sau một cái mùa dịch mà mọi người đã rất là bó chân ở nhà rồi, thì mọi người sẽ nhanh chân đến rạp mua vé ủng hộ phim. Cảm ơn. Có thỉnh thoảng em đi ngoài đường mà em cũng chẳng thấy gì trong mắt em hết. Nó là những cái mà mình không có cố ý mà tự nhiên nó vô tình, những cái gì nó thuộc về thói quen á. Trên 35 ngày thì đó bắt đầu nó cũng dần dà đi vào trong cái vô thức của mình rồi. Có những lúc mà mình kiểu như là mình tỉnh lại á, ủa đang làm gì ta, hết phim rồi mà, kiểu như vậy là cái cảnh nào nó khó nhất? Thật sự nói về cái kịch bản này, những cái cảnh hành động thì khó, nhưng mà những cái cảnh thoại nó cũng có cái vấn đề riêng của nó cần phải xử lý. Ví dụ như là mình thoại quá nhiều, mắt của anh Đào thì lại không có được tốt, tại vì đã qua một lần mổ rồi, nó rất là mau chóng mỏi và mau chóng nhất. Và mọi người biết quay một phân đoạn thì nhiều khi nó cũng phải 7-80 tách, nào là toàn, nào là trung, nào là cận, rồi đổi góc, nó rất là nhiều thứ. Nhiều khi mình cảm giác giống như là cái con mắt của mình á, mình không có được chớp nhiều, không có đảo nhiều thì nó sẽ không có được thư giãn. Bởi như vậy là mình càng quay về sau thì mắt của mình nó càng bị đuối, mà càng bị đuối như vậy thì cái chất lượng mình cho công việc nó lại không được giống như cái điều mình mong muốn. Những cái cảnh hại nhiều cũng rất mệt, chứ không phải là hành động mới mệt mỏi thôi nha mọi người. Đấy. Đã làm phim hành động rồi thì cái chuyện bầm dập nó chỉ là tùy cấp độ thôi. Mình có thể là bị rất nặng cho đến gọi là cũng nhẹ nhẹ sơ sơ, trầy da chất dậy, thì cái chuyện đó là chuyện không thể nào tránh khỏi hết trơn á. Giống như hồi nãy mà ngồi trong rạp mình ngồi xem lại những cái cảnh hành động của mình á, mình lúc nào mình cảm giác lúc xích xa mình cảm thấy thật sự là đau. Những cái đó là những cái trường đoạn hành động lúc nào cũng phải quay một ít nhất là 2 ngày, không có cái nào mà mình quay trong vòng 1 ngày mà đã xong liền hết. Nên là nói chung là rất là cảm thấy trân trọng cái công sức của anh chị em đã gọi là dầm mưa chung với mình trong vòng mấy ngày, thức đêm thức hôm để mà hoàn thành được tác phẩm. Chắc là sau bộ phim là Phương Anh Đào sẽ có thêm họ có đi đường này, bây giờ đi ra đường nếu mà làm được cả năm sống. Nói chung là sao ta, mọi người đừng có bị cái cảm giác là mình mới học được vài hai ba chiêu giỏi xong rồi mình cảm thấy tự tin nha. Mình đừng có quá manh động, cái trường hợp nào mà không được thì cứ lẳng lặng và chuồn thôi chứ. Đấy, cũng vừa phải. Từ ngày mai là ngày 8 tháng 7 thì bắt đầu phim đã có trình chiếu sớm. Hy vọng là Bằng Chứng Vô Hình sẽ là một trong những lựa chọn đầu tiên của quý anh chị khán giả, và mọi người sẽ đến gặp phim, cầm bé trên tay, trải nghiệm phim với một cái cảm giác là giàu cảm xúc về điện ảnh. Hy vọng là mọi người sẽ có những cái góc tâm tư, những cái điểm chung với những cái thông điệp mà phim nghĩ đến. Cảm ơn mọi người.